Chuẩn bị để tiệc tập 485. Cường thì cổ mộ đuổi theo, tiến lên một bước đã là mấy chục nghìn trượng, bàn tay khô đét từ trên không giáng xuống, bao phủ tinh không mấy chục nghìn trượng, còn chưa thực sự đáp xuống mà tinh không đã nứt ra từng tấc một. Việc nào không có khả năng chống lại thì triển thiên đạo, trốn vào hố đen không gian, liên tục học máu. Nhưng sau khi nghỉ ngơi một thoáng, anh lại liên tục sử dụng đan dược, tiếp đó lại xoay người vọt ra khỏi hố đen không gian. Trốn trong hố đen không gian không thể giải quyết được vấn đề căn bản. Cường thì cổ mộ không có mục tiêu, có thể sẽ gây ra thảm họa cho tinh không. Không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh vô tội phải bỏ mạng. Tuy anh không phải là chúa cứu thế, nhưng trong số sinh linh ở tinh vực này rất có thể có nhiều người chuyển kiếp của đại sở. Anh không thể nhìn bọn họ bị ảnh hưởng, vì vậy anh phải bảo hiểm bản thân. Tới gần rồi dốc sức dẫn dụ Cường thì cổ mộ tránh xa nơi tập trung đông sinh linh. Sau khi anh ra khỏi hố đen, Cường thì lại có mục tiêu đuổi theo trên không trung rồi tung chưởng. Mỗi lần tử khí âm minh đều lặn tới sáu thấu xương, nặng tựa như núi, thúc địa hành thốn. Diệt đào thiêu đốt khí huyết thánh thể, tránh được một đòn nguy hiểm đó. Phía sau dường như có tiếng lệ quỷ kêu khóc vang lên, khiến cho vùng tinh không rộng lớn này càng thêm u ám. Những người qua đường đều biến sắc, ngơ ngác nhìn Cương Thi cổ bộ. Rất nhiều người vì ở gần mà vô tình bị uy áp của Cương Thi nghiền nát thành tro tàn. Đó là gì vậy? Bất cứ ai nhìn thấy cũng đều bỏ chạy thục mạng, sắc mặt tái mét, vẻ mặt sợ hãi. Không có khí tức của người sống, ông ta đã chết rồi. Đó chính là Cương Thi trong truyền thuyết sao? Thi thể sinh ra linh trí sao? Các vị lão quốc tu sĩ run giọng cất lời, dường như nhớ lại lời đồn khi xưa. Cương Thi là một tồn tại rất đáng sợ. Trốn đi! Diệp Đại Hào gầm lên, âm thanh mang theo thần thông bí pháp, truyền khắp bốn phía tinh không. Một giây trước anh đã nhìn thấy mấy người chuyển kiếp trong đám đông đang chạy trốn. Nói xong, anh lại trốn vào hố đen, vì anh không tránh được một chưởng hủy diệt của Cương Thi cổ mộ đó. Giống như lần đầu, anh dừng lại trong hố đen chưa tới một phút đã lại bay ra. Tinh không rộng lớn không hề yên tĩnh, tiếng rung chuyển chấn động không ngớt, gây nên một trận hỗn loạn kinh thiên động địa. Tốc độ của Diệp Đại Học cực nhanh, anh vẫn điên cuồng thi triển tốc địa thành thốn. Anh đã dụ được Cương Thi tới cổ tinh không có sự sống. Mộ huyệt của Cương Thi chính là ở chỗ này. Vì điều này anh cũng phải đã trả giá một cái giá đau đớn. Thánh thể nhuốm đầy máu tươi, không chỉ nứt ra một lần. Nếu không nhờ khả năng hồi phục bá đạo của tiên luân thiên sinh thì có lẽ anh đã bị nghiền nát trên tinh không rồi. Phía sau anh, Cương Thi cổ mộ đuổi theo, tuy bước đi cứng ngắc nhưng mỗi lần đi lại nhảy được mấy chục nghìn trượng. Sự cường đại của ông ta khiến Diệp Đại Hào kinh hãi. Sức chiến đấu có thể sánh tới thánh vương, nhất là tự khí âm minh tản ra quanh thân ông ta, chết chóc lạnh lẽo, nặng tựa núi non. Sinh linh nào chạm phải sẽ bị ăn mòn sự sống. Tu vị, tu sĩ, tu vi yếu sẽ bị tử khí nghiền nát hồn bay phát tán. Diệp Đào đáp xuống một đỉnh núi, lấy chiếc gương đồng ra ném về Cương Thi cổ mộ. Vì chiếc gương này nên mới khiến Cương Thi biến đổi. Hy vọng trả chiếc gương lại sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây. Gương đồng như có linh tính, phát ra tiên quang lấp lánh, thần huy tản ra bay thẳng vào cơ thể Cương Thi. Có điều Cương Thi chỉ cứng mắt xoay cổ vài lần, nhưng không trở về cổ mộ mà vươn tay về phía Diệp Đại Hào. Uy lực của chưởng này khiến thương khung chấn động, hư thiên chia cắt. Vẻ mặt Diệp Đại Hào biến sắc, anh vội vàng rời đi. Anh vừa đi, ngọn núi anh đứng khi nãy đã bị sụp đổ. Sắc mặt Diệp Đại Hào trở nên khó coi, mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ. Không phải trả gương đồng lại thì mọi chuyện sẽ êm đẹp. Thi thể người chết đã thay đổi thì sẽ không ngoan ngoãn quay trở lại cổ mộ nữa. Mà Diệp Đại Hào có thể khẳng định bất cứ người nào từng vào cổ mộ, dù có chạm vào bảo vật trong cổ mộ hay không, đều sẽ là mục tiêu của Cương Thi, giống như anh, giống như đạo chích đã lấy trộm bảo vật. Phiền phức thật đó. Diệp Đào bỏ chạy, trong lòng lại thầm chửi, anh đã nảy sinh ý muốn đạp chết đạo chích rồi. Cương Thi cổ mộ lập tức sát phạt đến, vẻ mặt vẫn đờ đẫn, hai mắt vẫn trống rỗng, thoáng hiện lên một tia u quang lạnh lẽo. Diệp Đại Hào đột nhiên dừng lại, khí thế tăng lên tới cực điểm. Chuyện đã đến nước này, anh cũng chỉ có thể chiến đấu. Nếu thi thể đã biến đổi
thì anh phải giải quyết cương thi cổ mộ này, nếu không sẽ là một thảm họa đẫm máu. Omni Padme Hum. Diệp Đà một tay tả quyết, một miệng niệm kinh Phật, sau lưng hiện lên một vị Phật khổng lồ nghìn trượng, đó chính là Đại Nhật Như Lai, Tịnh Thế Chú. Thần thông nghịch thiên, chuyên nhằm vào tà ma và âm minh. Thân thể cương thi cổ mộ khựng lại giây lát, nhưng Phật văn Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú vẫn không thể làm gì được tử khí âm minh quanh người ông ta. Không phải thần chú này không đủ mạnh, mà do đạo hạnh của Diệp Đà Hào không đủ. Nếu là vị thánh nhân nào đó thi triển thì uy lực sẽ khác. Sau một thoáng khựng lại ngắn ngủi, cương thi cổ mộ lại di chuyển, bàn tay khô lại vươn về hướng Diệp Đà Hào. Âm dương vô cực, thái đạo diễn thiên, chư thiên vạn cảnh, thái hư quy nhất, thái hư vô cực, thiên tán thần phạt. Diệp Đà Hào khí huyết hừng hực bay thẳng lên trời, tay tạo đại ấn, thần thông bí thuật liên tục xuất hiện. Chỉ là thần thông và bí thuật của anh ở trước cương thi cổ mộ lại chẳng là gì. Cương thi như ngọn núi sừng sững, dù Diệp Đà Hào có cố gắng thế nào cũng không thể lay chuyển được. Quân! Một chưởng của cương thi cổ mộ lại khiến một ngọn núi khác sụp đổ, đến đại điện cũng xuất hiện, giấu năm ngón tay. Vạn kiếm phong thần. Diệp Đà Hào thi triển tốc địa thành thốn, sát phạt tới. Kiếm xích tiêu trong tay, có tiên hỏa và thiên lôi bao quanh, hòa thành hòa cùng hỗn độn đạo tắc và rất nhiều thần thông bí pháp mang theo uy lực vô song. Một kiếm này chĩa thẳng vào đầu lông mày cương thi. Cang! Tiếng kim loại va chạm đột nhiên vang lên. Kiếm của Diệp Đà Hào bá đạt như đâm là nhưng lại đâm vào sắt đá. Diệp Đà Hào thầm kinh hãi, lập tức lùi lại nhưng vẫn muộn. Anh đã bị một chưởng của cương thi cổ mộ hất văng, thánh thể lại nứt ra, thần huy quanh người dập tắt, còn anh suýt chút nữa bỏ mạng. Thiên chiếu. Khi bay ngược ra, Diệp Đà Hào mở lục đạo tiên linh nhãn, nhắm thảo thẳng vào phần đầu của cổ mộ, xuất ra thọ nguyên, thi triển cấm thuật tiên luân, cách để tiêu diệt cương thi mà anh có thể nghĩ ra được lúc này chỉ có thế. Ngay lập tức, đầu cương thi bị ngọn lửa đen thiêu cháy, sức mạnh bí ẩn đan xen giữa thời không và bán không vô cùng bá đạo, khiến đầu ông ta tan biến trong không gian và thời gian. Phun! Diệp Đà Hào phun ra máu, lão đảo một hồi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng. Kỳ lạ là giữa đầu lông mày anh lại xuất hiện một thần văn cổ không ngừng ăn mòn sự sống, tiêu diệt đạo căn của anh. Thánh thể vừa mới lành lại đã lập tức máu chảy đầm đìa. Lời nguyên xong, Diệp Đà Hào ôm đầu, dường như biết chuyện gì đang xảy ra. Cường thì cổ mộ lúc sống chắc chắn là người của chủng tộc rất mạnh, hơn nữa chắc chắn từng có lời nguyền với lục đạo tiên luân nhãn, mà lời nguyền này sẽ không vì anh chết mà tiêu tán, mà lời nguyền này không phải vì cương thi chết mà tiêu tán. Một khi có người sử dụng thiên chiếu với ông ta sẽ lại kích hoạt lời nguyền. Sai lầm nghiêm trọng. Diệp Đào rơi xuống hư không, thần hải ong ong. Anh sử dụng thiên chiếu lại nhiều lần, sử dụng thiên đạo vốn đã phải chịu phản vệ, lúc này còn bị nguyền rủa, càng khiến anh thê thảm không chịu nổi. Lại nhìn đến cương thi cổ mộ, đầu ông ta đã biến mất, vì lời nguyền nên ngọn lửa thiên chiếu cũng bị dập tắt. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, tuy cương thi mất đầu nhưng vẫn đứng đó. Sau khi ngừng lại trong khoảng thời gian ngắn, ông ta lại cất bước nặng nề, lại vươn lòng bàn tay khô hướng về phía Diệp Đại Hào bên dưới. Diệp Đại Hào lảo đảo đứng dậy, trên người bê bết máu, lời nguyền và phản phệ khiến ý thức của anh trở nên mơ hồ. Trạng thái đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của cương thi, huống chi hiện tại anh đã ở trạng thái sống dở chết dở. Thiên đạo. Trong lúc nguy cấp, anh khẽ hô trong lòng, cưỡng ép thi triển thiên đạo nhưng không thành công. Sức mạnh đồng tử tiên nhãn đã cạn kiệt, lại thêm lời nguyền khiến tiên nhãn của anh lại lần nữa phong ấn. Đường cùng rồi. Nhìn bàn tay to đang hạ xuống, anh cúi đầu kiêu ngạo. Nếu không có gì bất ngờ thì anh sẽ chết chắc. Nhưng mà lúc này trong cơ thể anh có một tia tiên quang bay ra, hóa thành bóng dáng hư ảo, là một người mặc áo trắng, tóc trắng, tuy rằng ở trước mặt anh nhưng lại xa hơn cả giấc mộng, không hề chân thực. Kiếm thần. Diệp Đào sửng sốt một chút, nhận ra bóng mờ kia là ai. Đó không phải là kiếm thần thật, mà chỉ là một tia thần thức của kiếm thần, chắc chắn là lúc ông ta ra đi đã để lại trong cơ thể anh. Đến khi anh gặp nguy hiểm thì sẽ xuất hiện cứu nguy, chỉ là anh chưa từng phát hiện mà thôi. Khi Diệp Đào sửng sốt, thần thức của kiếm thần đã di chuyển, chém ra một kiếm ra cả giải tinh hà, phá tan thủ ấn của cương thi cổ mộ, đến cương thi cũng bị chém bay ra ngoài.
Trước ngực xuất hiện vết chém nhưng không có máu chảy ra, vết thương lành lại ngay lập tức. Thần thức của kiếm thần cũng không phải bản thể kiếm thần, sức chiến đấu kém xa bản thể. Cường thì kia quá cổ xưa, cũng quá mạnh, dù là một kiếm của ông cũng khó tiêu diệt được cường thi đó. Cường thi cổ mục lại tiến lên lần nữa, vẫn có linh trí, không có thần thức. Mục tiêu của ông ta vẫn là Diệp Thái Hào đang sống dở chết dở. Thần thức của kiếm thần hóa thân thành tiên quang, bay vào hư thiên, thoáng chốc bay vào trong cơ thể cường thi cổ mục. Lần này cường thi bất động, trước ngực xuất hiện một đạo phong ấn, là do thần thức của kiếm thần hóa thành. Thực lực của ông ta không đủ, không giết được cương thi, chỉ có thể phong ấn. Thiên địa giờ phút này trở nên yên tĩnh. Cương thi không đầu đã bị phong ấn, không thể cử động được nữa, theo gió mà ngã xuống hư thiên. Diệp Đại Hào lập tức xuất hỗn độn thần đỉnh ra, đưa cương thi cổ mộ vào trong đó. Anh cũng chỉ đưa cương thi vào trong hỗn độn thần đỉnh thôi, chứ không đưa ông ta trở về cổ mộ. Cương thi đã biến đổi, thi thể là đáng sợ nhất. Sự tồn tại như cương thi này là tai họa. Anh đã nghĩ được nơi trở về cho cương thi, đó chính là hố đen không gian. Tất cả chỉ chờ lục đạo tiên luân nhãn giải trừ phong ấn. Diệp Đại Hào không đưa cương thi trở về cổ mộ, cũng không động đến bảo vật trong cổ mộ nữa. Anh không muốn dây dưa với nơi này. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Diệp Đại Hào ngã xuống đất. Dù cương thi đã bị phong ấn, nhưng trạng thái của anh lại rất tệ. Thần văn nguyền rủa vẫn đang hoành hành, ăn mòn sự sống và đạo căn tu luyện của anh. Trấn áp cho ta. Diệp Đại Hào khẽ hô, ngự động hỗn độn đạo tắc, cưỡng ép áp chế lời nguyền, nhưng không thể diệt trừ được nó. Trên hư thiên có người lao vút tới, nhìn kỹ lại thì thấy là Lâm Ngũ. Có lẽ là sau khi hỏi đạo trích vị trí của cổ mộ, hắn ta cũng đoán được Diệp Đại Hào sẽ dụ cương thi tới đây nên đã đến. Thấy Diệp Đại Hào ngã xuống đất, Lâm Ngũ vội chạy tới, xuất ra sức mạnh long hồn truyền vào cơ thể anh. Nhưng khi thấy thần văn lời nguyền trên đầu lông mày Diệp Đại Hào, hai mắt hắn ta hơi nheo lại. Người có biết lời nguyền này của chủng tộc nào không? Diệp Đại Hào lau vết máu bên khóe miệng, nhìn Lâm Ngũ. Si Bi tộc. Lâm Ngũ trả lời luôn. Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy tộc này đấy. Tộc này đã có từ rất lâu rồi, kéo dài được đến thời đại Hồng Hoang. Trước vạn cổ cũng có từng một đại đế chư thiên vạn vực, gọi ông ta là Si Thiên Đại Đế, là đại đế duy nhất có hai đế khí bản mệnh trong 130 đại đế huyền hoang. Sức chiến đấu của ông ta không hề yếu hơn Long Đế, lại là một truyền thừa bất hủ. Diễn Đào cảm thán, xem ra ngươi đã sử dụng thiên chiếu với cương thi nên mới kích hoạt lời nguyền cổ xưa. Lâm Ngũ chậm rãi nói, tộc này có ân oán với tiên tộc đã từ rất lâu, là chủng tộc đầu tiên nguyền rủa lục đạo tiên linh nhãn. Có cách nào phá giải lời nguyền này hay không? Diệp Đào hỏi, anh vẫn quan tâm đến vấn đề này hơn. Hơi khó khăn đó. Lâm Ngũ trầm ngâm, lời nguyền không phải là chuyện tầm thường, ý nghĩa của nó còn hơn cả chú ấn. Nếu không cẩn thận sẽ gây ra tai họa thảm khốc, có thể còn sẽ mất mạng. Thiên kiếp có thể diệt được nó không? Diệp Đào thử hỏi. Không thể. Lâm Ngũ lắc đầu. Thiên kiếp có thể trị đạo thương, có thể trợ đạo niết bàn, nhưng không phải khắc tinh của lời nguyền. Có lẽ có một cách để thử. Diệp Đào xoa cằm, thử nói ra xem nào. Thái hư cổ long tộc cũng từng nguyền lục đạo tiên nhãn. Nếu ta dùng thiên chiếu với ngươi, chắc chắn cũng sẽ kích hoạt lời nguyền của thái hư cổ long tộc. Không biết có thể dùng lời nguyền của thái hư cổ long tộc để chống lại lời nguyền của si mị tộc hay không? Diệp Đào chậm chậm nói. Nói thẳng ra là lấy lời nguyền chống lại lời nguyền. Cách này hơi điên rồ đó. Lâm Ngũ cau mày. Lời nguyền không phải chuyện đùa. Nếu thất bại, người chẳng những phải chịu đau khổ do si mị tộc gây ra, mà còn phải chịu áp chế do lời nguyền của thái hư cổ long tộc chúng ta gây ra. Trong cơ thể có hai loại lời nguyền, với người mà nói là cơn ác mộng khủng khiếp. Hết cách rồi, còn nước còn tắt. Về đã, rồi nói sau. Nói rồi Lâm Ngũ xuất ra tiên quang bao quanh Diệp Đại Hào, rồi cả hai cùng rời khỏi vì sao tử tịch. Trước khi đi còn không quên thi triển đại thần thông phong ấn cổ mộ, tránh âm khí thoát ra ngoài. Gần tới sáng, cả hai người mới đáp xuống một vì sao Dương Trần Tinh. Bên trên Dương Trần Tinh có một gia tộc, đó là gia tộc của Lâm Ngũ. Gia tộc của Lâm Ngũ không hề yếu,
có 9 chuẩn thánh, có thánh nhân trấn thủ. Lúc này bọn họ đang bế quan, giác ngộ đại đạo thiên địa. Lão Ngũ dẫn Diệp Đại Hào lên một đỉnh núi rồi vội vàng rời đi. Hắn muốn tìm một phương án giải cứu Diệp Đại Hào, không rơi vào trường hợp bất đắc dĩ thì hắn sẽ không để Diệp Đại Hào mạo hiểm. Diệp Đại Hào khoanh chân ngồi xuống, khóe miệng liên tiếp tuôn máu, phần trán có thần văn tổ như ẩn như hiện. Trạng thái quan lúc này rất tệ, đặc biệt là tổ chú quỷ quái kia chính là sức mạnh vô hình. Anh không tìm thấy căn nguyên, chỉ biết có một loại sức mạnh vô hình đang uy hiếp anh, có thể bộc phát ra bất cứ lúc nào. Đạo chức lên đến đỉnh núi, thấy Diệp Đại Hào khoanh chân ngồi trong trạng thái yếu ớt thì trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy. Nếu không phải hắn trộm báo vật từ cổ mộ thì Diệp Đại Hào cũng không đến mức như vậy. Cho tới khi màn đêm buông xuống mới thấy Diệp Đại Hào tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn. Thấy đạo chức như vậy, Diệp Đại Hào mặt mày tối sầm. Đây là cuộc mua bán của người sao? Chỉ là ngoài ý muốn thôi. Đạo chức ho hắn, ta trộm mộ mấy năm nay nhưng chưa từng gặp trường hợp này bao giờ. Ai mà ngờ nổi ông ta là thi thể biến đổi, vả lại còn là một kẻ vô cùng hung hãn nữa. Có thể khiến ba ta bớt bận tâm được không? Có thể. Ấy, si mị tổ chú. Khi cả hai người đang nói chuyện thì con lừa tên kỳ vương kia đã leo lên đỉnh núi, thấy thần văn tổ chú trên trán Diệp Đại Hào thì sắc mặt nó liền tỏ ra khó hiểu. Đúng là đi nhiều biết nhiều mà. Diệp Đại Hào liếc nhìn kỳ vương, gia tộc của Long Ngũ không ra tay tàn độc với hắn ta vì đã phong cấm pháp lực của hắn. Có điều con lừa này có thể nhìn ra được tổ chú của si mị tộc thì thực sự khiến anh phải rất bất ngờ. Rõ ràng con lừa này không hề đơn giản. Xem ra cường thì cổ một kiếp trước là người của si mị tộc. Kỳ vương vừa nói vừa lắc lư rồi đi vòng quanh vòng lại xung quanh Diệp Đại Hào. Tiểu tử người được lắm, khả năng chiến đấu của thi thể cổ xưa kia không hề kém so với thánh vương, vậy mà vẫn có thể sống sót quay trở về. So với những người cấp bậc cảnh giới hoàng thì ngươi là người mạnh nhất ta từng gặp. Ngươi cũng là con lừa được nhất ta đã từng gặp đó. Nói gì thế, ta là kỳ lân đó, là kỳ lân của hoàng tộc đó. Kỳ vương đó rồi đầu óc lại ngẩng lên cao, trông có vẻ nó rất tự hào. Ai không biết còn tưởng nó là một con kỳ lân thực sự. Diệp Đại Hào cứ thế ngó lơ, anh không rảnh mà nói thêm với con lừa này nên lập tức xuống núi. Trong gia tộc Long Ngũ cũng có người chuyển kiếp, vả lại số lượng còn không hề ít. Anh đã cảm nhận được khi tới đây đã có người của cố hương thì đương nhiên phải khơi dậy ký ức rồi. Nhìn bóng Diệp Đại Hào rời đi, con lừa tên kỳ vương kia sáng cả mắt. Nếu nhìn thì mới biết khuyết mạch của Diệp Đại Hào bất phàm, có cùng cấp bậc với hoàng tộc kỳ lân. Cho tới khi Diệp Đại Hào đi khuất, kỳ vương mới thu lại ánh mắt liếc nhìn đạo chức ở bên. Đạo chức cũng xoa cằm nhìn con lừa này, đào mộ bao nhiêu năm nay nên hắn cũng có khả năng quan sát riêng. Mặc dù là một con lừa nhưng con lừa này lại rất bất phàm, không phải là kỳ lân mà lại có huyết mạch kỳ lân. Nhìn mãi cả hai đưa mắt nhìn nhau, không biết vì sao cả hai tên này khi nhìn nhau rồi lại lao vào đánh nhau. Thế rồi không lâu sau đó, trên đỉnh núi liền vang lên tiếng khóc lóc gào thét thảm thiết của đạo chức. Mặc dù kỳ vương bị phong ấn pháp lực nhưng cơ thể lại rắn rỏi, chỉ cần một cú đá đã khiến cả ngọn núi rung chuyển rồi. Phía bên này, Diệp Đại Hào len lỏi vào từng ngóc ngách của gia tộc Long Ngũ. Vì Long Ngũ đã dặn dò gia tộc nên Diệp Đại Hào mới có thể tự do đi lại mà không bị ngăn cản. Mỗi một nơi Diệp Đại Hào đều đưa đi từ 2 tới 3 người. Đợi khi Diệp Đại Hào quay về núi thì phía sau còn có thêm mười mấy bóng hình nữa. Diệp Đại Hào không nói gì, cứ thế xuất ra tiên quang. Mỗi một đạo tiên quang bay vào trán từng người. Cảnh tượng tiếp theo thực sự cảm động. Những người này được gặp nhau ở nơi đất khách quê người. Bầu không khí trên đỉnh núi chợt ấm áp. Mỗi người cầm một vò rượu ngẩng đầu nhìn tinh thiên. Không biết từ bao giờ, trên đỉnh núi mới chìm vào trong im lặng. Từng người chuyển kiếp dần chìm vào trong giấc mộng sau khi uống say. Diệp Đào không nhàn rỗi, anh xuất ra thiên hỏa và thiên lôi giúp bọn họ tẩy luyện huyết mạch. Mỗi lần tìm được người chuyển kiếp là anh lại làm việc này. Đây chính là cơ duyên tạo hóa. Cho tới tận đêm khuya, Long Ngũ mới bay ngang trời mà tới, vả lại trong tay còn có thêm một bình tiên dịch trong suốt. Diệp Đại Hào đương nhiên không khách khí, anh như thể biết đó là vật gì, đương nhiên là vật có lợi với việc tu luyện.
đó chính là thứ mà Lâm Ngũ dở thủ đoạn mới lấy được từ nơi khác về. Lâm Ngũ đến nhanh mà đi cũng nhanh, mục đích của hắn rất đơn giản, đó chính là trong thời gian ngắn nhất tìm thêm linh dược cho Diệp Đại Hào giúp anh tiến cấp lên cảnh giới chuẩn thánh. Diệp Đại Hào cần nhanh chóng tiến cấp lên chuẩn thánh, hoặc có thể nói là anh cần thiên kiếp của chuẩn thánh để nhìn thấu phong ấn tiên nhãn. Nói thẳng ra thì chỉ cần lục đạo tiên linh nhãn tự mở phong ấn thì mới có khả năng địch lại được sự xâm phạm của tổ chú. Suy cho cùng, tổ chú của Si Mị tộc nhằm vào tiên nhãn, còn Diệp Đại Hào cần sức mạnh của tiên nhãn đủ mạnh thì mới có thể áp chế được tổ chú. Lại một đêm yên tĩnh, Lâm Ngũ lại tới, trong tay có thêm một cây tiên thảo. Diệp Đại Hào vẫn không khách khí, anh nhận lấy nhưng thấy Lâm Ngũ không nói gì mà nhìn mình chằm chằm nên vẻ mặt anh tỏ ra khó hiểu. Cứ thế hắn cứ nhìn Diệp Đại Hào khiến Diệp Đại Hào cảm thấy không được tự nhiên. Có gì nói đi, nhìn ta chằm chằm như thế là sao chứ? Diệp Đại Hào nhìn Lâm Ngũ. Lúc này ra ngoài, ta gặp được một người rất kỳ lạ. Kỳ lạ thế nào? Trông giống hệt người đó. Lâm Ngũ nói rồi còn nhìn Diệp Đại Hào vẻ mắt đầy ý tứ. Chư thiên vạn vực rộng lớn thế nào, người trông giống nhau có biết bao nhiêu, có gì mà lạ? Diệp Đại Hào đáp lời hờ hững rồi đã hấp thu tinh hoa từ tiên thảo. Người đó cũng có huyền thương ngọc giới. Lâm Ngũ nói một câu khiến Diệp Đại Hào phải giật mình ngẩng đầu. Thay vì nói giống hệt người thì chi bằng nói giống hệt với Hồng Trần năm xưa. Cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của Diệp Đại Hào nên Lâm Ngũ lại tiếp tục nói. Người mà ta gặp trông điên điên đờ đẫn, giống như với kiểu Hồng Trần năm xưa. Sau đó thì sao? Diệp Đại Hào nhìn Lâm Ngũ và đã chắc chắn người khác thường đó chính là Lục Đạo. Ta đi theo cả chặng đường nhưng chớp mắt đã không thấy ông ta đâu. Không thấy nữa sao? Điều khó hiểu nhất đó là đây. Lâm Ngũ lấy ra một viên tinh thạch ký ức màu tím đưa cho Diệp Đại Hào. Diệp Đại Hào vội nhận lấy, anh chỉ điểm vào tinh thạch và mở ra cấm chế bên trên tinh thạch ký ức. Tiên thạch rung lên và lóe sáng nhưng lại không có cảnh tượng nào hiện ra, hoặc có thể nói là ký ức tinh thạch này trống rỗng, từ đầu tới cuối không lạc ấn bất cứ hình ảnh nào. Diệp Đại Hào cau mày nhìn sang Long Nhất, không biết Long Ngũ có ý gì. Long Ngũ lại cầm tinh thạch. Kỳ lạ chưa? Ta cũng thấy lạ. Rõ ràng ta dùng tinh thạch ghi lại hình ảnh của người dị thường đó, nhưng khi nhìn lại thì bên trong tinh thạch lại không có gì cả. Người dị thường như vậy, đến cả trong ký ức của Long Đế cũng chưa từng xuất hiện. Người dị thường mà ngươi nói có tu vi như thế nào? Diệp Đại Hào vừa trầm tư vừa hỏi. Chỉ là đại thánh, nói không chừng là chuẩn đế. Sao? Với khả năng quan sát của ngươi mà cũng không nhìn ra tu vi sao? Diệp Đại Hào chau mày. Không phải đại học của ta không đủ, cũng không phải khả năng quan sát có vấn đề, mà vì ông ta quá mức dị thường. Có một loại sức mạnh thần bí che lấp huyền cơ, không thể nào nhìn thấu tu vi. Lâm Ngũ nói tiếp, có lúc ta thậm chí còn cho rằng ông ta là một đại đế. Đại đế? Nghe hai từ này, Diệp Đào chợt rùng mình. Đã bao lâu rồi, chỉ cần là người phong đế thì đều là bậc gây nên chấn động từ cổ chí kim. Anh không ngờ rằng Lâm Ngũ lại đánh giá Lục Đạo cao như vậy. Lâm Ngũ không nói thêm gì, hắn phất tay lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Đại Hào. Bên trong là ảnh tọa độ của một vùng tinh không, nói chính xác là vùng tinh không mà hắn đã gặp Lục Đạo. Diệp Đại Hào nhận lấy ngọc giản như biết được bên trong đó là ảnh cái gì, anh lập tức bóp nát. Thì Diệp Đại Hào không soi gương thấy hình ảnh thì Lạc Đạo cũng thế thôi, thì trong tinh thạch làm gì có hình ảnh. Sau khi xác định được tọa độ không gian trong ngọc giản thì Diệp Đại Hàm đứng dậy bay vào hư thiên vời vợi. Phía sau anh, Lâm Ngũ hơi ngẩng đầu nhìn bóng dáng Diệp Đại Hào rời đi mà trong ánh mắt mang bao ý tứ. Diệp Đại Hào bay ra khỏi Dương Trần Tinh, cứ thế bay về một phía trong tinh không, ánh mắt lóe lên tia sáng bất định. Trước là Hồng Trần, Thần Huyền Phong, bây giờ là Lục Đạo. Mục tiêu của bọn họ là Nhược Hy, điểm khác nhau chính là Lục Đạo giá lâm xuống chư thiên vạn vực, còn Hồng Trần và Thần Huyền Phong thì lại giá lâm xuống đại sở. Cho tới lúc này, Diệp Đại Hào mới thực sự cảm nhận được có một số chuyện không đơn giản như anh tưởng tượng. Chư thiên vạn vực trong tương lai thực sự sẽ có biến cố kinh thiên,
cho dù là đại đế cũng sẽ bất bại. Có lẽ cũng vì biến cố kinh thiên đó mới khiến anh của tương lai không màng tới mọi thứ mà nghịch thiên cải đạo xuyên không. Trong đêm khuya, Diệp Đại Hạo đứng giữa tinh không,